phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa rời Việt Nam, bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới. Mới đây, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa vừa đăng tải một video chia sẻ hành trình anh rời Việt Nam, chính thức khởi hành vòng quanh thế giới bằng ô tô tải. Địa điểm đầu tiên là Campuchia. Video đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi trên mạng xã hội. Bắt đầu từ cửa khẩu sa mạc Tây Ninh. Theo video, sáng ngày 11 tháng 11 năm 2023, Đăng Khoa đang ở thành phố Tây Ninh và sẽ chạy lên cửa khẩu sa mạc để qua Campuchia. Đăng Khoa cùng người bạn đã ghé vào quán hủ tiếu Ba Sòi, quán hủ tiếu nổi tiếng tại Tây Ninh. Anh cho biết mấy tháng liền sắm sửa chuẩn bị cho hành trình khiến anh khá đủ sức. Vào đêm trước chuyến đi, anh chỉ ngủ được 2 tiếng, nhưng khi nhận được những lời chúc bình an, động viên từ người thân, bạn bè và người theo dõi đã giúp anh có thêm tinh thần để lên đường. Trên suốt đoạn đường lái xe, anh luôn chia sẻ về những địa điểm anh đã đi qua, những con đường phía trước anh sắp đến để người xem dễ dàng hiểu được thông tin về hành trình của mình. Tây Ninh là tỉnh nằm trong vùng Đông Nam Bộ, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phía Đông giáp tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, phía Đông Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, phía Tây và Tây Bắc giáp ba tỉnh Prey Veng, Kông Bông Chàm và Vây Riêng của Campuchia. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập hai khu kinh tế cửa khẩu, trong đó có khu kinh tế cửa khẩu Sa Mạc giáp tỉnh Kông Bông Chàm của Campuchia. Cửa khẩu Sa Mạc là cửa ngõ của tỉnh Tây Ninh trong việc phát triển giao lưu thương mại, có vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển kinh tế hướng ngoại, sau này trở thành trung tâm giao dịch thương mại quốc tế. Về quy mô, Sa Mạc không lớn bằng cửa khẩu Mộc Bài hay các cửa khẩu khác ở Tây Ninh, nên hàng hóa hàng năm được lưu thông qua đây còn hạn chế, số lượng người nhập cảnh qua cửa khẩu cũng khá ít. Tuy nhiên, cửa khẩu này được xây dựng với mục tiêu giảm bớt lượng hàng hóa lưu thông tại các cửa khẩu khác, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục lưu thông, nên hứa hẹn số lượng người, hàng hóa lưu thông qua đây sẽ tăng cao hơn trong các năm tới. Ngoài ra, tại đây còn có khu kinh tế cửa khẩu Sa Mạc. Khu kinh tế này được thành lập với diện tích hơn 34.000 ha, gồm hai xã Tân Lập, Tân Bình, huyện Tân Biên của tỉnh Tây Ninh, hy vọng sẽ trở thành một khu kinh tế phát triển biên giới hai nước. Khu kinh tế cửa khẩu Sa Mạc có vị trí phía Bắc và Tây giáp với biên giới Campuchia, phía Đông giáp với xã Thạnh Bình, phía Nam giáp với xã Thạnh Tây, tỉnh Tây Ninh. Nơi đây cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 200 km, nên rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế vùng biên. Từ nơi đây hoàn toàn có thể đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Phnom Penh bằng đường bộ. Vừa lái xe, Đăng Khoa nói rằng dù có gặp khó khăn, anh cũng cố gắng đến nhiều nơi nhất có thể để hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới lần này. Gặp fan ngay tại cửa khẩu Sa Mạc. Đến trưa cùng ngày, Đăng Khoa tới cửa khẩu Sa Mạc. Đến đây, anh chào tạm biệt hai người bạn đã cùng đồng hành để tiễn anh trên quãng đường đến cửa khẩu và sẽ tiếp tục hành trình một mình đến Campuchia. Cửa khẩu Sa Mạc tọa lạc tại xã Tân Lập và Tân Bình, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cách thị xã Tây Ninh khoảng 65 km về phía Bắc, đồng thời thông thương với cửa khẩu Cha Pien và Long của nước láng giềng. Sa Mạc được xem là một trong bốn cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Tây Ninh, bên cạnh cửa khẩu Mộc Bài, Tân Phước và Ca Tum, điển hình là khả năng thu hút hàng nhập khẩu và xuất khẩu mạnh mẽ, với kim ngạch xuất nhập khẩu trung bình hàng năm trên 100 triệu USD. Cửa khẩu Sa Mạc đón tiếp du khách bằng một cổng chào lớn, có 5 tầng gần giống như cánh của ngôi sao và dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam màu vàng nổi bật với quốc huy của Việt Nam, vừa để khẳng định chủ quyền, vừa là lời chào thân thiện, nhiệt thành nhất của đất nước với du khách quốc tế. Nằm ở hai nơi tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia, nên nơi đây có sự giao thoa và pha trộn của hai nền văn hóa, từ phong cách kiến trúc đến ngôn ngữ, lối sống, tạo thành một nét độc đáo mà không phải nơi nào cũng có. Điều dễ thấy nhất là không chỉ có những người Việt, mà ở đây bạn còn bắt gặp rất nhiều người bạn Campuchia trong những bộ quần áo truyền thống ấn tượng và ngôn ngữ khác lạ đang rôm rả nói chuyện, cười đùa với nhau, tạo nên một không khí vô cùng sôi nổi, nhộn nhịp. Trong video, Đăng Khoa chia sẻ, rất vui khi đến cửa khẩu vẫn gặp được người hâm mộ mình, chính là những anh cảnh sát Campuchia. Anh xuống xe vui vẻ chụp hình cùng mọi người, sau đó quay lại hành trình chinh phục thế giới của mình. Sau khi qua đến Kampong Glam, anh đã dừng chân dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ. Tuy quán nhỏ nhưng sạch sẽ, đồ ăn rất ngon, những ai đến đây đều ghé quán này ăn uống. Thành phố Kampong Glam là một tỉnh phía đông của Campuchia. Trước đây, Kampong Glam có đường biên giới với Việt Nam. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2013, tỉnh này được tách thành hai tỉnh, Kampong Glam ở phía Tây và Tepong Thomum ở phía Đông. Cái tên Kampong Glam có nghĩa là bến cảng của người Chăm.
Chăm Bông có nghĩa là bến cảng, còn Lam là chỉ những người dân tộc Chăm sinh sống ở đây, như các nước Đông Nam Á nằm trong dòng chảy của sông Mekong. Chăm Bông và Campuchia nói chung cũng có hai mùa, mùa khô và mùa mưa, hay còn gọi là mùa nước cạn và mùa nước nổi. Nếu có dịp ghé nơi đây vào mùa thu, tức mùa cạn, du khách sẽ có cơ hội để tận hưởng một nguồn sống mới tại Chăm Bông. Mưa đã để lại ở Chăm Bông một vùng đất phì nhiêu, màu mỡ, Mekong. Những đồng cỏ khô cằn đã được dịp tưới mát, trở thành vùng ngập nước tràn đầy sức sống. Những cánh đồng sen búng nước, hoa nở đóa trắng, đóa hồng, những rừng cây thốt nốt tươi xanh và những ruộng lúa xanh mơn mởn bị gió treo đùa ngã nghiêng. Mùa mưa đi qua tiếp nối là mùa thu hoạch của người dân sinh sống nhờ sông nước. Nước không còn ngập nhưng cũng không quá khô khốc, cằn cỗi. Những tấm vó, những con thuyền ven sông hoạt động tấp nập vào mùa này. Sau mùa nước lên, tức mùa nước nổi, những bụi cây lấp sấp phía dưới là chốn cư ngụ của loài cá. Người dân nơi đây bắt đầu công việc đánh bắt để mưu sinh. Vào dịp này, người dân sẽ được chiêm ngưỡng buổi chiều hoàng hôn buông, bập bềnh theo làn nước vỗ, nhuộm hồng cả dòng sông. Không khí lúc này dịu nhẹ, tiết trời bớt nắng gắt, lác đác có vài đôi trai gái tình cảm e ấp bên nhau. Trở lại câu chuyện của Đăng Khoa, anh luôn đề nghị những người bạn mới ký tên lên xe như một món quà lưu niệm khi mình đặt chân đến một vùng đất mới. Tiếp đến, anh dừng xe tại một rừng cao su ven đường để nghỉ ngơi và không quên chia sẻ cho người xem về những món đồ bổ ích được mang theo để hỗ trợ mình trong chuyến đi lần này. Đến tối, anh dừng lại qua đêm tại một khách sạn nhỏ trong một thị trấn cách xa trung tâm khoảng 30 km, kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi trong chuỗi ngày dài thực hiện hành trình. Luôn vui vẻ yêu đời dù phiêu bạt một mình. Anh bộc bạch rằng, trên đường lái xe, anh luôn nghĩ đến những ngày sắp tới. Anh có cảm giác như một người chuẩn bị ra nước ngoài du học hay xuất khẩu lao động. Với Khoa, một chuyến phiêu lưu mới qua những cung đường mới, đón chờ những thử thách mới là cách để đi tìm ý nghĩa của đời mình. Vì thế, từ đầu năm nay, anh đã chuẩn bị hành trang để thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới lần thứ hai. Anh chọn một chiếc xe tải nhỏ, đặt tên là Sóc để cùng mình thực hiện hành trình. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 11, Đăng Khoa tất bật kiểm tra, dán thêm những sticker lên chiếc xe ô tô tải đồng hành. Đó là chiếc Suzuki Blind Van, tên thường gọi là Su Gốc. Khoa đã đặt lại một cái tên đáng yêu hơn là Sóc. Đây cũng là chiếc xe ô tô đầu tiên Đăng Khoa sở hữu, có ký hiệu biển số xe là 63, quê hương Tiền Giang của anh. Thời điểm bắt đầu nghĩ về cái tên đặt cho chiếc xe, tôi đang ở trong một khu rừng thuộc huyện Khe Sanh, Quảng Trị, thì thấy có con sóc chạy qua. Con sóc nhỏ nhắn, lanh lợi, cũng giống dáng vẻ của chiếc xe nên quyết định lấy đặt tên là Sóc, Khoa kể. Đồ đạc có trên xe được Khoa phân chia thành nhiều nhóm khác nhau, gồm có nhóm dùng để sửa xe, cứu hộ, vệ sinh cá nhân, nấu ăn, dự trữ, thiết bị quay phim, y tế, giải trí. Theo Phật Thủ, đây là chiếc xe nhỏ gọn, không hộp số tự động, không cảm biến, dễ sửa chữa và phụ tùng rẻ. Trên xe có khoảng 300 đến 400 món đồ, tôi chia thành các khu vực khác nhau để khi cần thì lấy rất dễ, anh nói. Khoảng 2 năm sau chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy, Khoa ra mắt cuốn sách 1111 nhật ký 6 vạn dặm trên yên xe cà tàng. Thời điểm đó, anh cũng mới có bằng lái ô tô nên mang theo sách poster đi xuyên Việt để giao lưu với mọi người. Từ đây, hành trình đi vòng quanh thế giới trên chiếc ô tô bắt đầu nhen nhóm. Khoa mua chiếc xe từ tháng 3 trị giá khoảng 200 triệu đồng và sắm sửa thêm đồ đạc bằng số tiền tương tự, hoàn thiện trong 6 tháng. Bạn bè, người thân tặng thêm cho anh từng cái thùng, cái màn hình, thậm chí là những vật lưu niệm nhỏ nhắn như móc khóa, tiếp tinh thần và sự may mắn cho Khoa trong chuyến đi. Khoa chia sẻ, mỗi phương tiện sẽ có những ưu, nhược điểm khác nhau. Quan trọng là bản thân phải có sự thích ứng. Đi xe máy, Khoa thường phải dựng lều ngủ qua đêm. Nếu kéo dài liên tục trong vài ngày, cơ thể rất mệt mỏi. Đi ô tô sẽ hạn chế được điều này. Chưa kể có thể chở được nhiều đồ đạc hơn, có thể che mưa nắng, từ đó có thể ở lâu tại một điểm. Nhưng bù lại, khi gặp sự cố hoặc hư xe thì việc sửa chữa ô tô có thể mất nhiều thời gian, vất vả hơn xe máy. Cũng giống lần trước, hành trình đi khắp thế gian lần này, Khoa chưa hẹn ngày về. Anh dự tính 3 năm sẽ là khoảng thời gian lý tưởng nhất. Trên đường đi, ngoài lái xe và khám phá những vùng đất mới, anh làm thêm một số công việc như viết bài, chụp ảnh, quay phim để có thêm chi phí.